Kết thúc chương 1, bây giờ chúng ta sẽ đến với chương 2 của áo cưới giấy. 1. Em ở đây sao? Làm anh lo lắm đấy. Lo rồi ơi, lo cho ba. Đừng qua đó, ai nói vậy ta? Mặc kỳ, sao lại có hai mặc kỳ? Một gái là ma hay sao? Đó không phải là em, đừng đến gần cô ta. Tí chút bảo rồi. Sao lại không thấy nữa? Ma là sao lại thấy được? Phía sau, cẩn thận. Ôi, sợ quá, sợ quá. Tử phục cứu em, tới thôn Trang Linh. Mặc kỳ, mặc kỳ. Ui ui ui, ma bắt mặc kỳ rồi. Tìm khắp khách sạn rồi không thấy Mặc Kỳ đâu, đến một vị khách cũng hay nhân viên cũng không thấy. Sao mà thấy được? Cô gái áo trắng kia là người hay là quỷ? Sao lại giống hết Mặc Kỳ? Ma, sao lại bắt Mặc Kỳ đi, nó thích. Thôn Trang Linh là quê của Mặc Kỳ, là chỗ đón dâu sáng nay, cũng không xa lắm. Sao cô ấy lại bắt mình tới đó? Hay cô ấy muốn, cô ấy đang ở đó? Ồ, ta hiếm khi tới đây, Mặc Kỳ từ ngày đi học cũng ít về. Không phải vì chê quê lạc hậu mà nơi đó không khí cứ là lạ. Thố ma, trời ơi sợ quá. Mặc Kỳ nói thôn này có vài hủ tục kỳ lạ, người trong thôn không thích, người ngoài mà cũng ít qua lại với nhau. Đến người cởi mở như cô ấy cũng ít nói về nó. Lạ thật, sao nãy giờ chỉ thấy mỗi bà lão kia qua đó hỏi thăm xem sao. Ho 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 ho, chàng trai này đúng là thú vị. Ngày cô hồn mà lại mặc đồ tân lang chạy lung tung, chúng ta ấy bị điên vậy. Ninh Tử Phục mở di động, hôm nay là rằm tháng 7. Sợ chưa? Không đúng, hôm nay phải là 16 tháng 7, ngày cưới của mình với Mặc Kỳ mới đúng. Sao lại nhầm ngày được? Ma che mắt. Ngày cưới là tân lang thật hả? Lấy vợ ở thôn này sao? Nơi đen đủi này có khi mất rồi, phải chôn sau núi chẳng thể về được cùng tổ tiên đâu. Bà ơi, bà không phải là người thôn này à? Cháu đến đây tìm người vị hôn thê của cháu tên là Nhiếp Mặc Kỳ. Bà có thấy cô đấy đâu không? Ta ở thôn bên cạnh thỉnh thoảng qua đây đỡ đẻ, Nhiếp Mặc Kỳ cũng cho ta đỡ, nhưng sau đó không qua lại nên cũng không rõ lắm. Mày này bà đỡ. Về đi, hôm nay đừng ra đường, mọi người trốn cả rồi, không còn ai nữa đâu mà tìm. Ta đi ngang qua đây mới ngồi xuống nghỉ thì không thấy cây gậy đâu nữa, nếu không cũng đi lâu rồi. Bà lão nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói gì nữa. Ai thì nói chuyện ngoài. Bà kiểu. Theo sách viết thì thay đổi thứ tự các quân bài sẽ nói nên điều gì? Dựa vào năm thiên can, xếp số người mất từ cao xuống thấp. Mình đến khu mộ so với xem sao. Bài vị ở đâu? Quân bài. Ừ, đúng rồi. Sau núi. Ở đây. Thôi vào đây xem. Đâu ở đây có núi đâu. Sao bên này. Trước đây có một trận đại dịch, làm vô số người trong làng chết. Có vua Hiền Bồ Tát nói rằng hiến tế hai đồng tử ngày đầu hiến tế một cậu bé mặc áo đen, ngày hai hiến tế một cô bé mặc áo trắng. Không được nhiều, không được ít. Sau 2 ngày đại dịch biến mất. Hiến tế áo đen trước, rồi mới hiến tế áo trắng. Có liên quan gì đến bàn cờ bên cạnh không? Bàn cờ đây. Quy tắc là gì? Quy tắc, mỗi lần đặt một quân cờ trắng trước đến sau. Sau khi đặt quân cờ, nếu ok theo dọc ngang thì nó... À, hiểu rồi. Mình cũng biết chơi cờ vậy, để mình trổ tài cho các bạn xem. Đây. Ôi dồi, easy. Hình như đây là núi rồi, núi đây. Bài vị. Bốn bài vị trên can đấy, cái này liên quan đến số sắp xếp quân bài nhờ. 4 3 5 1 2
Vậy là năm là nhiều nhất. Xếp năm đầu tiên cho đến bốn. Năm thì có hình chữ gì mình nhớ rồi, là nhớ luôn số bốn này. Rồi nhớ, đi về thôi. Gì đây? Số 4. Cái này đúng không? Cái nào nhỉ? Cái như thế này. Số 3 là gì? Quên rồi. À đây. Đây là cái chữ này. Đây. Hai ở đây. Hai là chữ Z. Vậy thôi nhớ luôn chữ 1 đi. Thì ra là dạy. Chắc là sai là cuối rồi. Đây là số 4 là cái này. Không phải luôn. Đúng rồi. Chống nát trẻ con nhà anh nghịch ngợm đầu bên trong chắc đội đổ mất sợ. Đấy luôn. Xin. Thằng nhóc này đứng đây làm gì? Mặt nạ của cậu bé này không có chỗ nào hở. Sao thấy đường lại còn đi cà kheo cao thế kia, nguy hiểm quá. Nhóc em có biết chị Nhiếp Bạc Kỳ đâu không? Mọi người trong thôn đi đâu cả rồi? Cậu bé kỳ lạ không trả lời. Em với được tán cây, có thể lấy món đồ bên trên giúp anh được không? Là sao em muốn anh tìm như thế này để đổi hả? Cậu bé kỳ lạ không trả lời. Đổi mấy cái này. Một trống thì bằng cái gậy. Hình như vừa nãy bà kia bà thiếu cái gậy. Đổi cho nó. Cái này có gì? Cái gì? Giấy. Từ từ. 10 giấy đổi một chìa khóa. Bắt giấy. Tôi chưa biết đưa cái gậy bà lại. Bà ơi, đây là gậy của bà đúng không? Cảm ơn chàng trai tốt bụng. Mất nó rồi ngày mai già, không biết già này còn sống không nữa. Thôn này bị tà ma ám, ngày cơ hồn càng khó nói, cậu cũng mau về đi. Cháu phải ở lại tìm người mới được. Bà nói nơi này bị ma ám là sao? Thôn này thờ mấy thứ không sạch sẽ, cậu đừng nên tìm hiểu. Ta nghỉ thêm một lát nữa rồi sẽ đi. Không có gì cả, để cảm ơn cậu. Nếu cần thì cầm cái nồng này, cầm nồng trúc này trước đi. Thôi, lâu rồi không đọc bài. Lười líu lưỡi mẹ. Cháu quả thực đang cần lồng trúc, cảm ơn bà. Một cái lồng trúc ở đây ném đi thôi. Ném đi. Cửa khóa đi, cứ cần gì lồng trúc. Hú, bắt được rồi. Dế mèn trong bụng quả. Đội cho thằng nhóc này. Lấy cái chìa khóa. Vừa nãy có cái cửa bị khóe, mở luôn. Hô hô hô. Loài thứ hơi lạ có ai từng đến đây. Đi đây. Trống thì bên này, cú bên kia. Một mặt nạ bằng một, giấy bằng hai. Là trống bằng hai. Trống bằng hai tức là ấn hai trống bên này. Một, hai. Thôi từ từ đã, tính số lần về ấn đã. Chứ là cú của mình còn chưa biết. Hai được ba, bốn, năm, sáu, tám. Tám cái. Thì hai này, một, hai. Bên dưới là chìa khóa chia ra năm, cuối cùng là chìa khóa chia ra năm, chìa khóa là 10 giấy, 10 con giấy, mỗi con giấy bằng 2, 10 con giấy nhân cho 2 là 20, 20 chia ra 5 bằng 4, là 4 cộng 2 bằng 6, 8 trừ 2, à nhầm 8 trừ 6 thì bằng 2, phải ấn bên này 2 cái, củ cộng mặt nạ bằng 2, 1, 2, chút quan lại bằng 4, ít gì à, thằng nhóc kia cũng cần cái này sao á? Đưa mặt nạ đây. Trời ơi, đẹp dai thế. Mặt của cậu bé này hình như giống với hình nhân trong khách sạn. Ui thằng không có chân. Ngũ trùng đầu. Gương mặt trong di ảnh chính là cậu bé lúc nãy. Đã bảo rồi nó chết rồi. Nhưng mà chết hơi trẻ. Đẹp dai vậy, chết hơi trẻ. Thì đây xếp hình à? Người mình ở dưới mình đi phải thẳng đã. Chúng ta đóng xếp cho mình một ít rồi đấy. Ồ, tớ sắp ra mặt ông thần. Ông thần ở đâu thì sao có. Nhật ký của thằng bé kia trong. 18 tháng 3, bệnh của mình cái lúc cần nạn. Ừ, chắc là ngày sắp.
bác đã nhặt một lá chuối non cho mình. Thế sao lại phải nhặt lá chuối non? Thôi kệ đi, mình không đọc nữa đâu. Đọc vụ nhật ký rất là xấu mà nó chết rồi đấy. Mà hình như mình sẽ chết, mình không muốn chết. Mình còn ở mình là chơi chị vì chị đang xóm đường mình. Mùng 3 tháng hoa à? À, chị gái bảo sao kết hôn chuẩn bị ra một gia đình gì lớn. Đợi khi bị bệnh, đợi khi khỏi bệnh còn cho chú đây chơi cùng. Móc méo nghe. Mình sắp chết rồi. Không thể đi chơi được nữa, không thể viết được cái nào nữa rồi. 15 tháng 7 chẳng phải hôm đi sao. Ôi, chữ đâu? Chữ này nguy hiểm. Anh trai à, lần sau chơi tiếp nha. Là thằng bé nó vừa biết luôn đấy. Nó biết bằng máu sao. Sao lại con ếch. Có gì đó kìa. Chưa thế. Nghĩa là nó lại còn đi trước tương lai. Chơi được quả số đề. Ngon ngon. Lá chuối. Phòng bị ai đó lật tung lên như đang tìm thứ gì nữa là mặc kỳ. Xanh gương sao mặt mình có đẹp sai không? Này người ta gọi là bí mật. Để sao đọc? Cái này đọc không? Đây rồi. Một cái mật này. Một cái mật này ta còn chắc là ông phải là Dung như là ông phải là Phương. Không xem được nữa. Kinh nghiệm chơi áo cưới giấy là cái gì mà nó viết bằng một chữ màu đỏ, nó rất là quan trọng nên mấy chữ màu đen mình sẽ không muốn đọc. Cho giấy một nửa. Một nửa này là cái gì? Cái mặt thắt bên trong kìa. Thì vừa nãy có cái mặt thắt đấy. Trời ơi. Cắt đợt giữa là chữ thọc rồi. Là chữ thọc là chữ gì mà không biết. Không giỏi tiếng Trung. Hay gọi là mù tiếng Trung. Chữ này. Thì mình để đây trước. Thì mình sẽ để đây trước. Chính nào vừa nãy mình đi 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 lại nó mình biết. Sáng. Chữ thập này, đây cũng gọi chữ thập nè. Ba gạch đứt. Chữ thập đây. Mà gạch đứt ở bên này. Thì cái này ở đây. Cái này thì ở đây. Thì sinh ra cái này. Thì bên cạnh ấy. Chữ kia. Chữ này không được rồi. Nói không hiểu thông kiểm. Trời ơi. Ngày xưa cũng có làm gì đấy, cách diễn đạt. Số số xì 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 xì. Ba đất nền à. Thì đúng như thế này. Đất nền ở đây. Chữ đấy ở đây. Thì nó đúng rồi còn gì nữa. Đâu cần phải di chuyển. Cái gì nữa. Chữ gì đấy gần số 7 được ngang. Phương số 7 phần liền ở giữa đứt hai bên. Và cái chữ này thì nó phải ở đây. Chữ cho mình. Còn một chữ nữa thì đúng ở đây. Hai chữ này thì như chữ này nó ở đây cho chữ chữ. Bây giờ mình sẽ chữ đúng lên nó xem nào. Hây. Đúng rồi, quá là thông minh. Mặc kỳ có chị em sinh đôi sao mình không biết. Bối cảnh trong khu hiện là trong là khu mộ sau núi. Trời ơi, líu lưỡi quá. Rồi, có mấy cái mũi tên để làm gì ra sau núi đâu. Mẹ quả là đợt làm giặt búa của mình tưởng có cái gì cơ. Sau núi ra sau núi có cái gì. Bà ơi bà xem bức ảnh này đi. Mặc kỳ có chị em sinh đôi ạ. À. Hey, nghiệp chướng. Đúng vậy, nhưng cô chị đã bị ném bỏ đi. Cái gì? Ném đi á? Tại sao? Thầy cúng trong thôn nói, chị em sinh vào ngày âm, tháng âm, năm âm, xung khắc với phong thủy lục bố táng trong thôn, nên chỉ được giữ một. Bố mẹ chúng không muốn ném, nhưng hai đứa cứ sốt mãi. Thầy cúng nói là lục bố táng đang tức giận, nếu không vứt thì sẽ mất cả hai. Cuối cùng, cô chị bị vứt trong miếu thành hoàng, chờ quỷ sai đến bắt, sợ vậy. Không ngờ lại có một chuyện như vậy. Khó trách chưa từng thấy họ nhắc tới. Chắc hẳn thấy tội nỗi, có lẽ Mặc Kỳ cũng không biết là mình có chị em sinh đôi.
Có lẽ cô gái áo trắng là quỷ hồn của Mạc Kỳ, là chị của Mạc Kỳ. Nếu muốn trả thù phải đến, tại sao là phải đến đại hôm nay? Cảm ơn bà đã nói cho cháu biết câu chuyện này. Hài, hôm nay là ngày xấu, về đi. Chuyện ân oán âm dương để sau rồi tính. Sao bà lại cứ giục mình thế nhỉ? Thì bà lo cho mày làm sao? Ra sau núi đã. Trông không cảnh đây sợ hết rồi. Ô bữa ai đấy à, nó chỉ mấy cái chữ này các bạn, mấy chữ này đều đang cái này cho này đang là mở mắt căng mắt ra nhìn chuyên tâm cái chữ thì đập thẳng vô mặt hai ông bà đang đến, sợ thật đấy. Để mình chụp màn hình nữa. Đây mấy xác chụp màn hình. Chụp màn hình vậy đã chứ đã biết làm gì đâu, khám phá tiếp đã chứ, sang bên thì mãi là chỗ sao. Chữ này, không có gì nữa. Chữ này là đâu? Cái này có một cái con nợ thì làm gì sao nó như đôi à? Trời ơi, tổng đọc thiếu chút mất một cái chục rồi. Hay chưa đang này có gì đâu. Cái gương này, thấy cái đất chục không? Vũ này, là thối gương này, đến gương này. Sổ gạch giữa gạch hai bên. Ô dè dè. Ô dè dè dè. Chắc chắn là bên đây rồi. Xem mà đấy ừ. Các bạn có để ý là cái thứ ba nó cũng giống ở trên này không? Ấn luôn đi. Đúng thử xem. Mất sự chờ đợi. Thôi mình lười đi mà. Mình lười này. Trong đấy này có vẻ đơn giản. Cấp đôi này thì đó. Sẽ là cái chữ gì đấy nó đơn giản. Nói chung là nó sẽ đơn. Có thể là chữ này nhìn giống không? Giống đích chữ rồi. Bây giờ thử mò xem chữ cuối xem nó có đúng là cái chữ này không? Ê, mình phải thông để mất thời gian. Đầu rồi rồi. Gắn đâu này nó bị cái thiếu rồi. Trời ơi, vẫn nhầm cái chữ mà. Xuống đây. Ao, mới. Trong giếng có món đồ gì thế này? Lẽ là bí mật gì trong đó? Ui, xanh rồi. Xanh. À, liên quan đến mũi tên sao đây này? Liên quan đến cái này. Mọi người chụp màn hình giờ để mình ấn cho các bạn. Màu đỏ này. Màu đỏ. Màu xanh. Màu xanh này nữa. Chứ là màu xanh này. Chữ nó nhiều. Để mình đang đau lại xong. Thôi ấn một bàn trước này. Màu vàng. Chữ này thì sao đấy. Màu như chữ này. Màu ấn lại. Chữ này. Hình như mình nhầm thứ tự của màu xanh dương màu xanh lá mà. Để mình nhìn lại các bạn ơi. Nhìn lại màu xanh dương ở chỗ của nó xem. Để cho nó xanh đạo xem nào. Cho nên các bạn thấy là chứ rồi chứ này khó mấy bạn ơi. Cho mình ra mình xem lại miếng. Chụp màn hình nó nhầm màu quá. Bên trên này là một cái vòng xoáy. Đây, vòng xoáy. Vòng xoáy lá, vòng xoáy. Vòng xoáy, vòng xoáy lá. Xoáy lá là sao này? Vòng xoáy. Ô mãi. Nó trở lại với bạn ạ. Vòng xoáy đây, vòng xoáy lá. Được, thật chứ. Chữ màu vàng chắc chắn là cái bên trên kia. Không thể nào sang được. Giờ chỉ việc đánh đại cho xong đi. Trời ơi, nhúc cái lông nát liền. Đây là bài vị của Mỹ Nhật Lê, chị gái của Mạc Kỳ. Có một miếng bồ rách là như thế nào? Thật là Mạc Lê đã thoát ra ngoài chứ sao? Có lời đọc này có nghĩa là tượng trưng cho Mạc Lê này. Em bé. Trên ảnh chắc chắn là những Mạc Lê giống hệt hồi bé của những Mạc Kỳ. Chị em sinh đôi mà má. Ui, hình như có tiếng thò nĩ thở dài. Chúng của Mạc Kỳ quá. Bức ảnh bị rơi rồi, kệ đi, có việc quan trọng hơn. Ui, rơi vào cái bức ảnh ngày xưa. Bố mẹ nó bế Mạc Kỳ mất lên. Thò nám lên đi. Chắc là xong hết rồi. Thò nám lên đi. Có gì cho nó cao.
Không có chùa, quên đấy. Đi em một bố lát đang ngồi dưới tạng đông bốn cánh tay, Phật, Mộc, Thổ, Kim, Dương, Hỏa, cân ngũ hành như bàn tay. Thì ra là vậy. Đặt bốn loại tế này, và sau đó đặt vào hai cánh tay một cái gì đấy để chụp lại. Để thử bức ảnh một cái chụp lại này. Mình chắc cái này là cái vật tế này. Đó chụp đầu, đó không phải vật tế à? Thì cứ để lên tí nữa xem lại xem. Mày có những mũ trong đầu mày bật tế thì nó là gì? Có gì nào không? Có gì? Trong phòng hết. Mày có gì đó? Chụp bước. Lấy này bớt đi. Vừa nãy mình cũng nhìn thấy là mình quên mất rồi. Nó sâu quá thì tìm được. Mà đã có nên cho mình mượn cái gậy đi. Hình như từ đấy là cái trọng nước đúng không? Sâu chết thì nó sẽ nổi. Mình sẽ đi múc nước. Ha ha ha. Cho dù đây, nhưng mà chưa đúng thứ tự thôi. Mộc, lá cây, dương khí nặng, là được. Thổ, nón sâu, trang sức, và cái tượng đồng này. Lúc này đôi tay vương đổ và lá chuối xếp theo thứ tự nhé, thứ tự tìm thấy này, lá chuối xếp thứ hai này, nến, nến đến thứ ba, nến đến thứ ba, kế cuối cùng. Thử lại cái này bên này, lá chuối bên này, con giấy bên này, lật lại bên này, không đúng rồi. Sao cái này? Xin lỗi nhé, mặt đây ta không mặt kia kìa. 72 phép thần thông gãy luôn cả đầu ông. Một tán bồ tát không mẹ chân áp ông hùng oán khí quá nặng chứ sao nhiếp mặt đây nhưng bố mẹ cô đã mất mặc kỳ vô nếu muốn báo thù hãy nhắm vào ta tha cho cô ấy ôi tình cảm cho cô nhưng mà mẹ đâu cũng là cơm chó biến mất rồi vì lục tán bồ tát hiển linh sao điện thoại có tín hiệu rồi là điện thoại của ma kỳ phải em ở đó không mà kỳ trời ơi tử phục cứu em cô gái giống hệt em kia cứ theo bám em mãi em đang trốn ở trong ngôi nhà mới để cô ấy không bám theo vào sao lại mất tín hiệu nữa mà kỳ mà nữ áo trắng bắt đi rồi chứ sao bắt nữa bắt mãi hết rồi hết chỗ nào Hey.